Tiếp tục với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật, thưa quý vị, trước những biến đổi cực đoan của thời tiết, chưa bao giờ nghề làm muối của bà con diêm dân ở Bạc Liêu lại gặp nhiều khó khăn như là 2 năm trở lại đây. Hiện giá muối tiếp tục tăng cao nhưng mà diêm dân lại phải rơi vào cảnh là không có muối để bán vì chưa đến vụ thu hoạch. Cụ thể, muối trắng hiện có giá từ 150.000 đến 160.000 đồng một dạ, muối đen có giá trên 100.000 đồng một dạ, cao nhất trong nhiều năm qua. Nếu thu hoạch được vào thời điểm này thì xem như là đã trúng vụ. Tuy nhiên thì năm nay do mưa trái mùa, thời tiết ít nắng, độ mặn nước không đảm bảo, khiến cho vụ muối của bà con bắt đầu trễ hơn 2 tháng so với mọi năm. Khoảng cuối tháng Giêng, bà con diêm dân mới có thể bắt đầu thu hoạch đợt muối đầu tiên. Bà con đang vô cùng kỳ vọng mức giá này sẽ trụ lại đến khi thu hoạch để có thể bù lỗ cho vụ muối suốt 2 năm nay. Trái ngược với niềm vui của diêm dân Bạc Liêu, những ngày này, người làm muối tại Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng ngồi không yên vì vụ muối 2023. Thời điểm này, mọi năm, diêm dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thu hoạch được từ 2 đến 3 lứa muối. Thế nhưng đầu năm 2023, do ảnh hưởng của thời tiết, mưa và lạnh kéo dài, độ ẩm tăng cao, nên các cánh đồng muối chỉ mới thu được một lứa. Đang nói là diêm dân đang không có muối để bán khi mà giá đang ở mức cao gần gấp đôi so với cùng kỳ của mọi năm. Hơn 10 năm gắn bó với nghề làm muối, anh Pha chưa bao giờ bắt đầu vụ muối mới muộn như năm nay. Dù giá muối đang ở mức 2.200 đến 2.300 đồng 1 kg, cao hơn gần gấp đôi so với vụ trước, nhưng lượng bán ra của anh rất ít, thu nhập vì thế không cao. Năm nay so với lại mọi năm trước là muối nó lên trễ. Tại vì nếu mà ra Tết này là gió nắng không thổi dữ lắm thì muối nó lẹ nó đóng hơn. Nên bây giờ là ra Tết mà không cứ ui ui gì không nên là thất. Trên cánh đồng muối khu vực phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa những ngày này khá vắng vẻ thay vì rộn ràng không khí thu hoạch như mọi năm. Như bà Hương, lứa muối đầu tiên đã thu trước Tết, lứa muối tiếp theo bị mưa trái mùa nên phải liên tục làm lại. Vì vậy, từ sau Tết tới nay, bà chưa thu được lứa muối nào. Năm nay thời tiết như vậy thì thấy không có ổn rồi nè. Thì năm nay thì muối này nó có giá rồi đó, khoảng 2 triệu mấy một tấn rồi đó. Mà bây giờ năm nay là chủ ruộng là cứ mưa gió thất thường này là thấy là bó tay rồi đó, không biết làm sao nữa nè. Tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, diêm dân cũng trong cảnh tương tự, chỉ lác đác ra đồng chờ muối kết tinh. Năm nay thì làm thì nó thời tiết nó bất thường, trời mưa, trời gió nó không có được thuận lợi như cái năm ngoái. Thì năm nay thì mới làm được, mới cào được có mấy tấn muối thôi. Giả tỷ giờ đang đóng muối vậy mà nó đổ mưa xuống cái là tan luôn. Đầu năm giờ thì mình cũng cào được 7-8 tấn à. So với mọi năm thì nó chảy hơn hết lứa. Thời tiết cũng mát không à, mát nhiều hơn nắng. Năm nay thấy khó làm hơn mọi năm. Những năm gần đây, diêm dân đã ứng dụng khoa học kỹ thuật trong một số khâu sản xuất muối. Nhưng nhìn chung, nghề muối tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ yếu vẫn theo phương pháp thủ công, phơi nắng và chờ kết tinh. Do đó, phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết, trong khi đó, giá cả luôn bấp bênh, diêm dân không thấy mặn mà. Diện tích muối vì thế ngày càng thu hẹp, từ hơn 800 ha năm 2018, chỉ còn 578 ha năm 2023. Thưa quý vị, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thanh long ruột trắng tại Bình Thuận tiếp tục được thương lái đẩy mạnh thu mua, giá vẫn ở mức cao và dao động trung bình khoảng 20.000 đồng 1 kg. Thậm chí nhiều nơi thu mua xô tại vườn ở mức cao từ 22.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Theo các nhà vườn, thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá thanh long trắng thu mua xô tại vườn có thời điểm dao động từ 22 đến 23.000 đồng 1 kg. Sau đó, gần giáp Tết, giá hạ xuống còn trung bình từ 17 đến 18.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, sang đầu năm mới, giá thanh long tại đây vẫn giữ được giá cao và ổn định. Với mức giá này, người trồng thanh long sẽ có mức thu nhập khá bởi hiện nay, chi phí đầu tư cho 1 kg thanh long có khoảng 10.000 đồng 1 kg. Cùng với Bình Thuận, tại Long An, giá thanh long cũng đang giữ ở mức cao. Giá thanh long ruột đỏ có giảm đôi chút do lượng hàng nhập để xuất khẩu đi Trung Quốc có giảm. Dù không thể tăng cao như thời điểm Tết Nguyên đán, tuy nhiên thanh long được dự báo sẽ vẫn giữ nguyên giá ở mức từ trên 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, là theo phong tục tập quán của người Việt Nam, rằm tháng Giêng âm lịch được xem là một trong những ngày rằm lớn nhất trong năm, nên lượng người đi lễ chùa rất đông. Bà con thường chọn hoa huệ để đặt lên lễ Phật, ý mong là cầu hương thơm may mắn ở trong năm mới. Điều này thì cũng khiến cho giá của loài hoa này tăng cao nhiều so với ngày bình thường. Hiện tại trên thị trường có nhiều hoa huệ đỏ Đà Lạt, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn ưu tiên lựa chọn huệ trắng để đi lễ chùa đầu năm.
Vì thế, giá hoa huệ trắng cũng tăng cao gấp 10 lần so với ngày thường. Cụ thể, giá huệ nhất từ 60.000 tới 80.000 đồng một chục, huệ nhì từ 40 tới 55.000 đồng một chục và huệ ba là từ 25 tới 35.000 đồng một chục. Trong đó, thị trường tiêu thụ chủ yếu của loại hoa này là ở miền Nam, cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu. Giá tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang tại các vùng trọng điểm. Hiện giá tiêu trong nước dao động từ 56 đến 59.000 đồng một kg. Trong khi đó, tỷ giá đô la Mỹ tăng mạnh trở lại khiến các thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng, trong đó có cà phê. Giá tiêu hôm nay mùng 4 tháng 2 tại thị trường nội địa duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng. Hiện giá tiêu tại Bà Rịa, Vũng Tàu đang được thương lái thu mua ở mức 59.000 đồng một kg. Tại các địa phương còn lại, giá tiêu chững lại và đi ngang. Cụ thể tại Bình Phước, Đồng Nai, giá tiêu hôm nay duy trì ở 58.000 đồng một kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay không có biến động. Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay đang được các thương lái thu mua ở mức 56.000 đồng một kg. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay đang ở mức 57.000 đồng một kg. Sau một tuần đầy biến động, giá cà phê trong nước lại trở về dưới mốc 43.000 đồng một kg. Trong đó, Lâm Đồng thu mua cà phê với giá 42.400 đồng một kg. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông đang có cùng mức 42.700 đồng một kg. Hiện tại mức cao nhất theo khảo sát là 42.800 đồng một kg tại tỉnh Đắk Lắk. Giá lợn hơi ngày hôm nay không ghi nhận biến động mới, nhìn chung giá lợn hơi ngày hôm nay đứng yên ở trên diện rộng. Và hiện tại thì giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng là 51.000 đến 54.000 đồng một kg. Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều nông hộ, hợp tác xã đã bắt tay vào vụ nuôi mới. Tuy nhiên, với phương châm vừa sản xuất vừa nghe ngóng thị trường, họ khá thận trọng, không tái đàn ồ ạt trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng một kg. Hiện tại, thương lái ở hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai tiếp tục giao dịch lợn hơi với giá thấp nhất là 51.000 đồng một kg. Trong khi đó, lợn hơi tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đang được thu mua với giá cao nhất là 53.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại duy trì giao dịch ổn định ở mức 52.000 đồng một kg. Giá thu mua lợn hơi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên trong khoảng 52.000 đến 53.000 đồng một kg. Trong đó, 53.000 đồng một kg là mức giao dịch cao nhất được ghi nhận tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng và Bình Thuận. Giá lợn hơi tại các tỉnh còn lại vẫn neo ở mức 52.000 đồng một kg. Giá lợn hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Cụ thể, các tỉnh Long An, Đồng Tháp và Bến Tre đang cùng thu mua lợn hơi ở ngưỡng 54.000 đồng một kg. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại vẫn duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 52.000 đến 53.000 đồng một kg.